Dạ em trân trọng cô chú anh chị, Fortuner máy dầu số sàn 2015 nè. Hôm qua em đăng clip ngắn cũng như là hình ảnh lên thì rất nhiều anh chị mình là kêu em nhân quay chi tiết đi. Thì sáng nay em quay sớm cho anh chị mình coi nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ em nhân gấp để sở hữu nha. Thì cái này nó cũng hơi đặc biệt tí xíu, cũng rất là hiếm nha, không phải chiếc nào cũng được vậy đâu. Đó thì nói tới đây thì nhiều anh chị mình sẽ nói trời ơi bên nhân nó tua ghê quá, 2015 mà tua còn có 79.000. Nhưng mà cam kết cô chú anh chị mình ô đô là chính xác nha. Đó thì ví dụ như 10-20 chiếc thì cũng phải có một chiếc đẹp chứ, nếu mà tầm đời này 2015 thì chạy tới bây giờ chắc cũng mấy trăm ngàn km nha. Nhưng mà được cái là xe này là đứng tên là công ty á cô chú anh chị, cho nên là kiểu công ty gia đình người ta cũng ít đi đó, nó đi vòng vòng đi công tác công việc của người ta thôi, cho nên là người ta cũng giữ xe đó, cho nên nước sơn ở ngoài này cô chú anh chị mình thấy nè, đó màu bạc thì nó rất là liền lạc nha. Về tụi em chỉ dọn rửa sơn dặm lại mấy cái kiểu mấy cái ốp này nè, nó hay chày chày mấy ốp này thì có sơn lại nha. À, còn nước sơn ví dụ như cánh cửa này kia đồ là còn nguyên zin hết luôn á cô chú anh chị. À, rất là đẹp, rất là liền lạc nha. 2015 tới bây giờ nhiêu năm ta, 2024 9 năm trời. Kinh khủng ha, 9 năm trời. Đó thì em sẽ đi quay chi tiết vòng vòng cho cô chú anh chị mình coi về ngoại thất, nội thất nè, rồi động cơ, khung gầm, để cho anh chị mình nếu mà thấy được thì liên hệ em Nhân để sở hữu nha. Như em Nhân có nói là pháp lý của em này là công ty đó, cho nên là chúng ta sẽ xuất hóa đơn được nha. Mua xe này không cần phải công chứng đâu, anh chị mình lên đóng tiền đủ bên em xuất hóa đơn cho anh chị mình luôn đó. Máy dầu nha cô chú anh chị, số sàn à, đèn bọng luôn nè, đó đèn bọng ha, đẹp á. Thì mấy cái đời máy dầu đời trước là nó có cái lỗ thở nè, còn nếu mà anh chị mình thấy cái form này mà cái nắp capo nó không có cái lỗ này là máy xăng nha, 2.7 máy xăng đó. Ở ngoài thì có dán phim cách nhiệt nè, rồi có viền che mưa chắn tay nắm cửa rồi nè. À, cũng 9 năm trời vẫn còn xài được ha, cũng còn mới cô chú anh chị, mình cứ tiếp tục mình xài thôi, mình không cần phải làm lại đâu. Thì còn 4 bánh xe là zin theo xe hết, đát vỏ là 2015 cô chú anh chị. Hôm qua em mới coi là từng 4 máy của 2015 á đó. Đó thì cái này thì em anh chị mình lên coi trực tiếp đi, rồi em nhân chỉ cho, tại vì cúi xuống nó không có rõ lắm, giờ đứng ở trong đây nó hơi tối á. Nhưng mà em nhân có coi rồi, 4 bánh xe là 2015 zin theo xe của chú anh chị đó. Nhìn góc này ha, rất là đẹp. Fortuner hiếm lắm anh chị, hiếm lắm mấy cái chiếc nào mà 2015 mà mới đi ít như vậy luôn á. Chứ mấy đời này là về thường là chạy dịch vụ nhiều á, chạy dịch vụ nhiều đi là cũng phải mấy trăm ngàn cây chứ không ít đâu. Fortuner ha, ở sau này cớp rồi nè, ngoại thất nói chung màu bạc thì nó còn mới liền lạc lắm anh chị. Về tại vì cái chất xe nó đã tốt rồi, về tụi em chỉ có sơn phết sơn dặm lại những cái chỗ mà nó bị chầy xước á. Đó là nó đẹp lên nè. À, còn mà cái xe mà kiểu nó không có đẹp thì sợ làm cái nào làm nó cũng không có lên nổi đâu anh chị. Rồi mình tới vô tới nội thất nè anh chị ha. Đó ghế da màu kem nha, kiểu này là bọc lại nha anh chị, zin theo xe là nó là nỉ. Ở trần có la phong trần nè, nhưng mà bên em Nhân đang coi lại thấy nó không ổn, đang cho anh em sẽ làm lại cái bộ la phong này cho anh chị mình luôn. Đó ghế da màu kem, trải sàn sẵn ha. Đó, trải sàn cũng simili luôn, màu kem luôn. Đó, khá là ổn áp đó cô chú anh chị. Anh chị mình mua cái này về, sẵn báo giá luôn. 595 thì bớt anh chị mình tầm khoảng 10 tới 15 triệu bao gút gốc. Đó, về anh chị mình sang tên là chúng ta đã có một cái xe Fortuner để chúng ta đi. Thì với mức giá tầm 500 mấy như vậy, 580, 590 thì anh chị mình hiện nay, em nói thẳng luôn, anh chị mình có thể lựa chọn một cái xe mới như là Vios nè, số tự động luôn, đời 2024 luôn. Đó, nếu mà bỏ số tiền đó ha, em làm ra cho anh chị mình để mình tính toán, ví dụ ai thích đó, ai thích cái dòng này, ai đam mê và đủ khả năng bỏ tiền ra để sở hữu em này thì mình sở hữu. Còn ví dụ như mình thích những cái xe mới hơn thì chúng ta lựa chọn những dòng mới hơn, tại vì nó sẽ có rất nhiều lựa chọn, mà quan trọng là mỗi người mỗi sở thích, mỗi người một cái suy nghĩ và mỗi người một cách làm, mỗi người một cái lựa chọn anh chị ha. Rồi đó, ghế trước nè, này là bọc zin từ chủ cũ nha, chứ không phải về bên em bọc lại nha cô chú anh chị. Đó nhìn chất xe nè anh chị, đẹp ha. Tại vì á đi ít cho nên là nó cũng những cái ghế nè, những cái cần số là những cái vô lăng thì nhìn nó cũng phải theo cái km đó anh chị. Ví dụ như không thể nào một cái xe đi mấy trăm ngàn km mà cái ghế nó còn mới như vậy, nó không bị xẹp, nó còn sạch sẽ, nó không có dấu hiệu của bị xuống cấp các kiểu vậy. Đó, và cần số nè, nó cũng còn rất là nhiều cái vết nhăn á. Điện thoại em Nhân nó không lấy nén được. Đó, rồi nè, nó cũng còn thấy chữ hết nè, nó chưa có sự mài mòn nhiều.
chứng tỏ là cũng ít sử dụng tới, ít đi đó. Và Udo của em nói nè cô chú anh chị, 79.991 cây, ngày hôm qua em quay là 79.990 đó, thì qua giờ cũng chạy vòng vòng trong kho, chạy lên chạy xuống, dời kho thì nó cũng lên gần cây đó anh chị ha. Xin nói rất rõ như vậy với cô chú anh chị mình. Rồi ở đây nè, có màn hình ốp gương đó nè, đó, màn hình ốp gương này tích hợp luôn cái camera hành trình, rồi màn hình DVD kết hợp với cam lùi, thì cái này làm thêm anh chị. Đó, thấy nồi đồng cối đá không, núm dặn nè, 9 năm trời, những chữ số, những cái rãnh nè vẫn còn rất là sáng nha, không bị mờ hay là dấu hiệu thời gian nó xuống cấp gì hết anh chị. Đó, những cái nút này nè, nếu mà đi nhiều ha, bấm là nó mòn hết anh chị, nhưng mà cái này nó vẫn còn rất là rõ, rất là sáng nha, nó không có bị chạy xước nhiều. Đó, gương chỉnh điện các kiểu rồi nè, đó, nút bấm nè, rồi mấy cái tay mở cửa rồi nè. Đó anh chị ha, thì anh chị mình nếu được chúng ta cứ lên trực tiếp tại Toyota An Thành Fukushima chỗ em Nhân đó, anh chị mình lên mình coi xe đó, mình thấy được thì mình lấy về đó, còn không được thì mình đợi chiếc khác, không vấn đề gì hết anh chị ha. Đó, chỗ em Nhân góc độ thì sẽ hỗ trợ anh chị hết mình để cho anh chị mình tìm được một cái xe nó phù hợp, mua về mình cảm thấy mình vui vẻ, cảm thấy mình hạnh phúc và mình hài lòng với sự lựa chọn của mình. chứ không phải mua về mà nói trời ơi, bị lừa bị gì ha, không có. Thì những cái vấn đề bên em cam kết cho cô chú anh chị mình rất là rõ ràng, không đâm đụng, không ngập nước, không tua đồng hồ km đó, máy móc hộp số là không bị đại tu, nguyên zin hết nha cô chú anh chị. Đó anh chị mình thấy không, để em quay cái máy cho anh chị mình coi nha, 9 năm trời thì nó sẽ như thế nào nha anh chị. Dạ đây là khối động cơ của em nó, 2.4 lít ha, máy dầu đó anh chị nè. Đó thì đây mình có thể coi mình đánh giá ví dụ như có đâm đụng hay không nè, là cái xương nè, cái khung gầm ở trước nè, đó nó còn những cái ngấn rất là mới nha, không có dấu hiệu của việc là bị gò nắng gì hết. Đó, này là từ nhà máy về nè. Đó anh chị mình nhìn ha. Còn như anh chị nào biết coi xe, biết khẳng định của chiếc xe thì không cần. Còn đối với anh chị nào chúng ta không có gành xe mà đi mua xe cũ ấy, thì chúng ta cũng có thể coi những cái này. Và đặc biệt hơn thì cần phải tìm những chỗ uy tín nha anh chị. Chứ mình coi nhiều khi có những cái chỗ mà mình không có coi kỹ mình cũng không biết đâu. Đó, thì bên em Nhân sẽ cam kết những cái vấn đề đó cho anh chị mình. Thứ nhất về pháp lý nè, rõ ràng không bị phạt nguội gì cả. Về mình sang tên đầy đủ ha, không bị tranh chấp kiện tụng hay là đang vướng vụ án gì hết, an tâm vào phần đó. Thứ hai là về chất lượng xe, cam kết rất rõ ràng, không đâm đụng nè, không ngập nước, không tua đồng hồ km, không đại tu động cơ và hộp số anh chị. Đó thì mình cũng có thể ví dụ như mình biết xe thì mình lên mình coi, mình kiểm tra lại thử cái thông tin em Nhân nói có đúng hay không. Đó thì thường bên em Nhân sẽ cam kết 100% vấn đề đó, những lời em Nhân nói là không phải là em Nhân có thể nói ra mà là từ công ty anh chị. Có sự cam kết rất là chắc chắn với anh chị mình. Đó thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ em Nhân để mình sở hữu nha. Thì rất là hiếm, lâu lâu mới có được một chiếc này anh chị. Đó thì hôm qua tới giờ cũng nhiều anh chị hỏi em Nhân và cũng đang hẹn sáng nay lên coi nhưng mà đang trên đường đi, thì hy vọng rằng em Nhân sẽ chốt sớm em này, để phục vụ tốt nhất cho anh chị mình, để anh chị mình nếu mà sau này về sử dụng á, sử dụng thì mình sẽ an tâm đó, mình hài lòng với một cái xe mình mua đó. Và sẵn tiện cũng giới thiệu luôn anh chị, cũng đang dọn rửa thêm một chiếc Innova số sàn đó, màu đồng ha anh chị ha. Cái này thì khi nào có thì em sẽ quay lên cho anh chị mình coi, này đang dọn rửa, đang tút tát cho em nó đẹp nè. Thì cái này đáng lẽ đậu ngoài khu trưng bày nhưng mà đang như em Nhân có nói là đang làm lại cái la phong á, nó hơi bị chạy một tí xíu, thì tại vì nó cũng không có nhiều anh chị. Bên em thì có đội ngũ dọn rửa, chăm sóc xe, làm đẹp xe sẵn, thì cây nhà lá dương thì làm được đẹp cho anh chị mình để mình xài luôn. Đó, nó bị gách ở sau này đó, nhưng mà trước này vẫn còn đẹp, nhưng mà thấy không được thì sếp kêu thay luôn cho anh chị mình để về mình xài ha. Để quay cái này cho anh chị mình coi một cái nữa nè, cái năm sản xuất 2015 đây anh chị. Đó, cái này là lắp ráp ở Việt Nam mình ha, năm sản xuất nè, 2015 ha anh chị ha, năm sản xuất nha, ở dưới không phải 2013 này, không phải nha. Đó, nhờ lắp ráp ở nhà máy ở Vĩnh Phúc anh chị. Thì Toyota Việt Nam họ thành lập ở Việt Nam mình từ năm 1995 bắt đầu sản xuất xe. Thì cũng lâu rồi, cũng hai mấy gần 30 năm anh chị. Đó, thông tin thêm thôi, còn anh chị nào có nhu cầu sở hữu em này thì liên hệ em Nhân nha. Em Nhân xin kết thúc video rồi, kính chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều may mắn, nhiều sức khỏe.
luôn thành công trong cuộc sống. Và đặc biệt thì qua kênh Em Nhân, cho Em Nhân xin một cái đăng ký kênh, một cái like, hoặc là một cái comment ý kiến tích cực của anh chị mình ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.